Thưa quý vị, hoạt động từ năm 2009 với tư cách là một nhóm trẻ, đến đầu năm 2015 thì nhóm trẻ này đã được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn giáo dục với tên gọi là Bông Hồng. Vậy thì điều đặc biệt ở ngôi trường mầm non này là gì? Chúng ta hãy cùng phóng viên Phương Thảo tìm hiểu nha. Phương Thảo mến chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, có một ngôi trường mẫu giáo mà ở đây với hơn 70% các em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các em đến đây không chỉ được học tập mà còn được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Và ngay bây giờ, Phương Thảo xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Phương Thảo đến để trải nghiệm ngôi trường này nhé. Cảm nhận đầu tiên khi đến với thôn Điom B, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một thôn vùng sâu, vùng xa như thế này, mà lại có một ngôi trường mẫu giáo khang trang, tân tiến đến vậy. Ngôi trường này được xây dựng từ nguồn kinh phí mà Sơ Sơn Thị Ninh, chồng con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Thị Xuân Đà Lạt đã vận động các mạnh thường quân, với mong muốn tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường. Có những người không cùng tôn giáo, nhưng mà chúng tôi vẫn kêu gọi họ đưa con đến đây học. Thì học là mình đào tạo cái văn hóa cho nó thôi. Còn vấn đề tôn giáo là chúng tôi không có đả động gì hết. Cái đó là quyền tự do của mỗi gia đình. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô giáo trẻ nơi đây, các em nhỏ của trường mầm non Bông Hồng, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương đều ngoan ngoãn, lễ phép. Các em không chỉ được học văn hóa mà còn được sinh hoạt văn nghệ, thể thao. Và đặc biệt là trong khuôn viên trường còn có hẳn một khu vui chơi giải trí cho các em mặc sức nô đùa. Cái niềm thân thiện của con nít khi mà nó tới trường, nó cảm thấy rất là nói chung là hòa đồng. Lương thì không, mặc dù là không có bằng ở ngoài, nhưng mà em cảm thấy rất là vui vì em yêu nghề. Yêu nghề, đặc biệt là yêu nghề và yêu trẻ, nên là mọi điều ở đây đều là niềm vui. Bên cạnh việc học hành vui chơi, chăm lo thể chất cho các em cũng được nhà trường chú trọng. Để cho các em có được đầy đủ các bữa ăn chính và phụ đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này, nhà trường đã dùng chính thu nhập từ gần 6 sào rau màu trong nhà kính của trường. Khi thành lập trường như vậy thì ngôi trường của chúng tôi thấy học sinh của đồng bào đến trường rất đông. Hiện nay, với mức độ hiện nay là chúng tôi là 158 em. Mong muốn làm sao các cấp mà tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có được dạy đủ các độ tuổi, nghĩa là tạo một sự tâm lý ổn định cho các bé và có sự được an tâm cho phụ huynh nữa. Phải một lần đến với ngôi trường mầm non Bông Hồng thì mới cảm nhận được hết tấm lòng mà các thầy cô giáo và các sơ nơi đây dành cho các em nhỏ nhiều như thế nào. Ngôi trường tuy được xây dựng từ tấm lòng của các mạnh thường quân có tín ngưỡng, nhưng ở đây lại không hề có một sự phân biệt nào. Ở đây, tất cả các em đều được học cách yêu thương nhau, yêu quê hương của mình. Xin chào tất cả. Hôm nay chúng ta sẽ gồm các nguyên liệu là bơ, sốt demi-glace, thyme, oregano và rosemary, muối, tiêu, thyme khô, rosemary khô, nấm, tỏi và các rau ăn kèm. Chúng ta vào bước chế biến. Chúng ta sẽ ướp bò với muối và tiêu.